Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng 8 cái hàm Excel rất là quan trọng mà chúng ta thường dùng trong thực tế các bạn nhé. Cái hàm đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái hàm sum. Hàm sum thì công dụng để tính tổng một hay là nhiều ô ở trong Excel. Ví dụ các bạn có một cái cột dữ liệu mà có số như thế này, các bạn muốn tính tổng thì các bạn có thể sử dụng hàm sum. Đầu tiên các bạn sẽ nhập dấu bằng và các bạn sẽ viết hàm sum như thế này, đúng không ạ? Các bạn viết hàm sum. Sau đó chúng ta mở ngoặc và chúng ta bôi đen cái phần mà chúng ta cần cộng tổng lại, đúng không ạ? Sau đó chúng ta enter như thế này. Thì đây là chúng ta sẽ có được cái con số tổng, đúng không ạ? Ngoài ra là chúng ta có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào cái hàm sum như thế này nếu trường hợp mà chúng ta dữ liệu không liên tiếp. Ví dụ các bạn có thể là bấm vào Fx để chúng ta hiện cửa sổ hàm lên, đúng không ạ? Các bạn có thể nhập số, ví dụ như là số 40 ở đây, đúng không ạ? Số 30 ở đây. Sau đó các bạn nhập số 15 ở đây chẳng hạn, và các bạn có thể nhập số 10 ở đây. Sau đó chúng ta enter. Đấy, thì kết quả nó sẽ trả về cho chúng ta như thế này. Thì đây là cái cách mà chúng ta sử dụng hàm sum trong thực tế các bạn nhé. Rồi, thế thì đấy là cái trường hợp đầu tiên, hàm sum. Hàm tiếp theo mà chúng ta cần phải biết đó là hàm sum if. Hàm sum if trong thực tế dùng rất là nhiều các bạn nhé. Thì công dụng của hàm sum if dùng để tính tổng theo một điều kiện nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái bảng dữ liệu đơn giản như thế này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cần thống kê xem là số lượng theo từng cái model là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sum if. Thì các bạn sẽ lấy cái hàm sum if ra. Rồi, chúng ta viết hàm sum if nhá. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ quét chọn cái cột model ở phía trên này. Đấy, sau đó các bạn cố định lại bằng phím F4. Tiếp theo các bạn nhập dấu phẩy và các bạn sẽ chọn vào cái ô ở bên này, đúng không ạ? Tiếp theo các bạn nhập dấu phẩy và các bạn quét chọn cái cột mà các bạn cần tính tổng ở đây. Và đương nhiên các bạn phải cố định lại, các bạn nhấn F4. Rồi, sau đó các bạn đóng ngoặc và Enter như thế này. Và các bạn sẽ kéo công thức xuống như thế này. Như vậy là chúng ta đã tính tổng được là những cái model, mỗi model là cái số lượng bao nhiêu các bạn nhé. Chúng ta có thể cộng tổng lại và chúng ta có thể kiểm tra được là kết quả chúng ta làm nó có đúng hay không như thế này, đúng không ạ? 220, và các bạn tương tự như thế, các bạn có thể xem ở phía trên này. Thì khi đó các bạn thấy kết quả tổng nó sẽ giống nhau, đúng không ạ? Như vậy là chính xác. Rồi, tiếp theo chúng ta sang cái hàm tiếp theo, đó là hàm sum if. Hàm sum if là dùng để tính tổng khi mà chúng ta có hai điều kiện nào đó trở lên. Đó. Thế thì ví dụ bây giờ chúng ta cần tính tổng theo từng cái model này, nhưng mà yêu cầu của chúng ta là tính tổng ví dụ như là tính tổng theo nhập xuất đi. Đó, ví dụ như vậy. Thì đây là nhập này, đúng không? Thì chúng ta sẽ ký hiệu chữ N và chỗ này chúng ta ký hiệu chữ X là xuất các bạn nhé. Theo từng model như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm sum if như thế này. Rồi. Rồi, sau đó các bạn sẽ đầu tiên, nếu trường hợp các bạn muốn sử dụng cửa sổ hàm, mình sẽ chọn vào Fx ở đây để chúng ta hiện cửa sổ hàm lên nhá. Chúng ta quét cái vùng tính tổng trước là cột số lượng này, được không ạ? Và chúng ta cố định lại. Tiếp theo chúng ta quét vùng chứa điều kiện thứ nhất là cột này, và chúng ta cũng cố định lại. Điều kiện của chúng ta là ô này. Tiếp theo các bạn chuyển con trỏ xuống và các bạn quét cái vùng chứa điều kiện thứ hai và cũng cố định lại. Chúng ta tính nhập, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn vào ô này và chúng ta khóa lại bằng phím F4. Và sau đó chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đúng chưa? Đấy là nhập, đúng không ạ? Còn xuất thì sao? Chúng ta làm tương tự như vậy. Đấy, các bạn sử dụng hàm sum if như thế này nhé. Các bạn bấm Fx này. Hiện cửa sổ hàm lên, đúng không? Quét vùng tính tổng ở đây, cố định lại. Rồi, quét vùng chứa điều kiện một model ở đây, cố định lại. Tiếp theo các bạn là điều kiện của chúng ta là ABC, đúng không? Chúng ta chọn vào ô này. Tiếp theo chúng ta quét chọn cái vùng chứa điều kiện 2 ở đây, cố định lại. Xuất, đúng không ạ? Thì chúng ta chọn ô này và chúng ta F4 để khóa lại các bạn nhé. Enter và chúng ta kéo công thức xuống. Như vậy là chúng ta đã thống kê được là nhập xuất rồi, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Rồi, tiếp theo cái hàm số 4 đó là hàm cao if. Hàm cao if dùng để đếm theo một điều kiện nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có cột model như này. Bây giờ chúng ta cần đếm xem là cái mỗi cái model đó nó xuất hiện bao nhiêu lần ở cái cột phía trên này, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm cao if như sau. Các bạn nhập lấy hàm cao if nhá. Rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ quét chọn cái cột model ở đây. Tiếp theo các bạn chuyển con trỏ xuống và các bạn chọn vào cái điều kiện của chúng ta là ở phía dưới này. Sau đó các bạn chọn OK và các bạn kéo công thức xuống. Đó, rất đơn giản là chúng ta đếm được là cái model này xuất hiện 4 lần ở phía trên này. 1,
2, 3 và 4 đúng không ạ? Chúng ta nhìn là chúng ta có thể biết được. Rồi, đó là hàm cao if. Rồi tiếp theo là cái hàm cao ifs. Hàm cao ifs thì sẽ đếm khi mà có hai điều kiện trở lên các bạn nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đếm là cái mỗi cái model này, model nhập nhé các bạn nhé. Có chữ n ở phía sau là nhập. Tức là model A nhập bao nhiêu lần, B nhập bao nhiêu lần, C nhập bao nhiêu lần đúng không? Ví dụ như vậy. Thì khi này chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm cao ifs như thế này. Đó, rồi các bạn bấm vào chữ fx như thế này. Rồi tiếp theo nha, chúng ta sẽ quét từng cái vùng dữ liệu. Thứ nhất là chúng ta quét chọn cái dòng này đúng không? Sau đó chúng ta cố định lại. Rồi điều kiện thứ nhất của chúng ta là đây đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ quét chọn cái cột ở phía bên này đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng cố định lại. Và chúng ta tính nhập đúng không? Nhập thì có phải là chữ L đúng không? Đó, thì chúng ta để chữ L ở đây. Các bạn có thể viết hoa viết thường đều được nhé các bạn nhé. Điều kiện chúng ta có thể viết hoa viết thường đều được. Sau đó chúng ta OK. Và chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Rồi, thì chúng ta đã có kết quả là A, mã A này, model A này nhập 3 lần đúng không? Chúng ta xem này, 1 này, đúng không? 2 này, đúng không? Và 3, à đâu nhỉ? 3. Đấy. Rồi, B thì chỉ có 1 lần thôi. Đây, các bạn thấy B 1 lần này đúng không? C một lần luôn, C một lần nhập đây đúng không ạ? Và D cũng là một lần nhập, là D ở đâu đây đúng không ạ? Vậy là chính xác. Đây là khi mà chúng ta cần phải đếm khi có hai điều kiện trở lên thì chúng ta sử dụng cái hàm cao ifs các bạn nhé. Rồi tiếp theo là cái hàm min đúng không ạ? Hàm min công dụng để tìm số nhỏ nhất trong một cái vùng dữ liệu nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái vùng dữ liệu như này. Đó, thậm chí các bạn có nhiều hơn cũng được, cũng không sao. Đấy, ví dụ các bạn cứ viết thoải mái luôn. Đấy, ví dụ các bạn có những con số mà nó kể kể nó không liên tiếp cũng không sao hết các bạn nhé. Đấy, ví dụ như thế. Giả sử mình để như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta muốn đếm trong cái vùng này này, số nào nhỏ nhất đúng không? Thì chúng ta sử dụng cái hàm min, các bạn nhập min như này. Rồi, tiếp theo các bạn chỉ việc bôi đen cái phần, cái vùng dữ liệu đó thôi. Sau đó các bạn enter thì kết quả sẽ trả về con số nhỏ nhất cho chúng ta là con số 10. Đúng chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta có một cái hàm max. Hàm max là tìm cái số lớn nhất ở trong cái vùng dữ liệu nào đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhập hàm max và chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn chỉ cần bôi đen cái phần dữ liệu của các bạn, sau đó chúng ta enter thì hàm max sẽ trả về là con số lớn nhất cho chúng ta các bạn nha. Rất đơn giản luôn. Tiếp theo là cái hàm average. Hàm average là hàm tính trung bình các bạn nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái dãy số như này, chúng ta muốn tính trung bình của những con số đó bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm average. Chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta lấy hàm ra như thế này. Đơn giản, các bạn sẽ quét chọn cái cột dữ liệu mà có dữ liệu đấy. Nếu trường hợp mà các bạn có nhiều vùng dữ liệu thì các bạn cứ quét thoải mái luôn. Ví dụ như thế này, mình cho hàm hiện lên như này. Đấy là đối số đầu tiên là cái vùng dữ liệu đấy. Giả sử các bạn có một cái vùng dữ liệu khác, giả sử là ở bên này đi, thì các bạn cứ quét như thế này. Nếu còn nữa các bạn cứ quét như thế này đúng không ạ? Sau đó chúng ta OK. Thì đây là con số trung bình. Nhưng mà khi mà mình nhập thêm dữ liệu ở đây thì các bạn sẽ thấy nó ra một con số khác. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta nhập dữ liệu ở đây thì nó sẽ tự động nó ra một số khác, bởi vì cái vùng đó là chúng ta vừa giờ chúng ta có quét chọn rồi, đúng chưa ạ? Đó, thế đây là những cái hàm mà các bạn cần phải biết, đúng không ạ? Rất thường dùng trong thực tế các bạn nhé. Các bạn có thể tải cái file về và sau đó các bạn xem và các bạn làm theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu trường hợp bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh các bạn nhé.